Dòng tin nhắn ấy lướt qua thật nhanh. Người ơi, em đã chót yêu anh rồi. Vội vàng cơ ấy chứ anh đã xem. Nhìn tim à, đã lên đến 200 rồi. Có bao nhiêu lần muốn nói mà ngại nói, vì anh chẳng đâu đến tâm. Làm sao để khiến anh dịu dàng lại gần em. Giấc mơ như thật đây đã lại thành ra một câu chuyện rất quê nhà. Mong chờ ngày anh cất tiếng nói yêu em.